Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nhật đồng hành hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới. Hôm nay tại Hà Nội sẽ diễn ra sự kiện văn hóa ẩm thực Taste of Japan, hương vị tinh hoa ẩm thực Nhật Bản nhằm giao lưu, kết nối, lan tỏa tinh hoa ẩm thực giữa hai nước. Có thể nói rằng ẩm thực Nhật Bản từ lâu đã được nhiều người Việt biết đến và yêu thích bởi sự đa dạng và sáng tạo. Tuy nhiên, nhiều người Nhật khi đến Việt Nam cũng rất thích thú và khám phá ra nhiều điều thú vị. Tôi là Maika, tôi là người Nhật và trước đây tôi học tiếng Việt ở khoa tiếng Việt của Đại học Osaka và năm nay tôi có cơ hội sang Việt Nam và thấy rất là ngạc nhiên và thích thú khi mà nhiều cửa hàng Việt Nam bán đồ Nhật Bản rất là phong phú và đa dạng. Và đặc biệt ở Việt Nam rất là nhiều nhà hàng ẩm thực Nhật Bản và hôm nay tôi thử trải nghiệm xem là món ăn Nhật Bản ở đây có khác gì so với quê hương mình nhé. Em chào anh ạ. Thì không biết là có duyên nào đưa anh đến với nhà hàng Nhật Bản? Xuất phát từ cái tình yêu ẩm thực của cá nhân tôi, của những người cổ đông sáng lập ra cái thương hiệu Hatoyama này. Cái tên của nhà hàng Hatoyama nó là sự kết hợp giữa hai chữ Hato tức là Hà Nội và Tokyo, Yama là núi, tức là cái tình hữu nghị của Việt Nam và Nhật Bản nó sẽ dần dần cao lên như ngọn núi Fuji của Nhật Bản. Cái từ love và fred là cái tình yêu của cán bộ công nhân viên với ẩm thực Nhật Bản và mong muốn truyền tải cái tình yêu đấy đến với thực khách ở đây. Cái từ fresh đấy là cái sự tươi mới trong phục vụ, trong nguyên liệu. Hệ thống Hatoyama của chúng tôi thì có khoảng tầm gần 500 món. Đây là bụng con otodo bị cây xanh mà bên mình nhập nguyên con về để mổ. Đây là con sò điệp từ đảo Hokkaido. Đây là trứng cầu vai tươi loại đặc biệt cũng từ chợ Chukuji. Khi bắt đầu đi làm bếp thì tôi được học một sư phụ người Nhật rất nổi tiếng và hàng năm thì tôi được công ty cử sang Nhật nửa tháng để giao lưu các đầu bếp, hội đầu bếp bên Nhật và tìm nguồn nguyên liệu tươi ngon nhất của Nhật để về Hatoyama phục vụ các thực khách. Thì có tiếp xúc với cả văn hóa Nhật, mình có tìm hiểu thêm về cái ẩm thực Nhật. Các món ăn là nó khá là vừa vị và dễ hợp với cả gia đình, có cả người lớn lẫn trẻ em. Thế nên là gia đình mình thường xuyên là đi ăn ẩm Nhật. Rất ngon, giống như tôi đang được thưởng thức món ăn trên quê hương mình vậy. Tôi hy vọng rằng là ẩm thực Nhật Bản sẽ góp phần giúp người Việt Nam hiểu hơn về văn hóa Nhật Bản.